Lá Bồ Đề thì đã mang lại rất là nhiều cái sự may mắn cho người sở hữu rồi. Thêu tay là một nghệ thuật nữa, cho nên là khi kết hợp giữa thêu tay trên lá Bồ Đề thì nó sẽ là một cái nghệ thuật đỉnh cao. Lá Bồ Đề thường mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hạnh phúc, bình an và may mắn. Người nghệ nhân thường lựa chọn thêu lên lá Bồ Đề, họa tiết như là hoa sen, hoa cúc, cây tùng và cũng có thể là thư pháp. Và để thêu trên vải thì đã chẳng hề dễ dàng, và thêu trên lá Bồ Đề để chân chỉ được mịn màng thì lại càng khó hơn rất nhiều lần. Tôi thấy cái bước thêu trên lá Bồ Đề nó là cái bước khó nhất và cần sự tập trung cao rất là nhiều. Nó khó nhất tại vì là khi thêu trên xương lá thì nó rất là dễ bị rách. Chúng ta chỉ cần kéo chỉ hơi mạnh tay một chút thôi là cái xương lá nó có thể bị rách luôn và cái lá đấy nó sẽ bị hỏng, không dùng được nữa. Mỗi chiếc lá Bồ Đề thêu đều được quan niệm là sản phẩm mang ý nghĩa tinh thần lớn. Vì vậy, người làm cũng cần có cái tâm trong sáng, phải chịu khó, tỉ mỉ, nâng cao giá trị và tính thẩm mỹ trong mỗi sản phẩm. Thực ra thì tôi cũng chỉ muốn cho mọi người biết rằng là thêu tay truyền thống là một cái môn nghệ thuật đòi hỏi cái sự tỉ mỉ rất là cao rồi. Nên là khi chúng ta thêu lên trên xương lá Bồ Đề thì cái độ khó và độ tỉ mỉ nó cao gấp rất là nhiều lần. Cho nên là khi ai có được những cái món quà từ người thân tặng chiếc xương lá Bồ Đề thì hãy trân trọng vì đấy là cả tâm huyết của người tặng và cả người làm nghề. Có lẽ nhìn sự tâm huyết trên từng đường kim mũi chỉ cũng thấy nghệ nhân trẻ Quảng Thị Cúc đam mê nghệ thuật thêu tay truyền thống biết nhường nào. Nhưng cũng không ít lần, cô phải bỏ đi những chiếc lá bị thêu hỏng. Thời gian đầu thêu trên lá Bồ Đề thì tôi cũng gặp nhiều khó khăn, tức là lá bị rách, bị hỏng hoặc là những họa tiết thêu nó không được như ý mình. Thế là cũng mất một hai tháng để hoàn thiện được những chiếc lá Bồ Đề đỡ bị lỗi hơn và gần như bây giờ thì là cái tỷ lệ lỗi nó không còn nữa. Không chỉ thêu trên lá Bồ Đề, nghệ nhân 8X Quảng Thị Cúc còn tìm tòi, sáng tạo nhiều kỹ thuật thêu độc đáo khác. Điều cô mong muốn là lưu giữ và phát triển những nét đẹp của dân tộc, lan tỏa kỹ thuật thêu tay tới hàng nghìn học viên, để nghề truyền thống còn mãi với thời gian.